Là địa phương chịu nhiều áp lực do tốc độ gia tăng dân số cơ học, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Văn Lâm đã ưu tiên mọi nguồn lực để xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đến nay, 34 trên 34 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập của huyện Văn Lâm được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trường tiểu học Tân Quang là một trong những trường học đạt chuẩn quốc gia sớm nhất huyện Văn Lâm. Những năm qua, địa phương đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây mới, sửa chữa phòng học, phòng chuyên môn, khu vệ sinh, bổ sung trang thiết bị dạy và học. Đến nay, nhà trường đã có cơ sở vật chất đảm bảo việc dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, có phòng bộ môn tin học và tiếng Anh, trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị dạy học. Tất cả các phòng học được bố trí máy chiếu, một số phòng trang bị bảng thông minh điều hòa nhiệt độ. Không chỉ vậy, các không gian sinh hoạt chung như thư viện, sân trường cũng được trang trí thân thiện, tạo môi trường học tập tích cực cho cả thầy và trò. Phòng học có rất nhiều những thiết bị mới hiện đại giúp cho chúng em học tập rất tốt. Khuôn viên trường thì có rất nhiều cây xanh. Mỗi ngày đến trường chỉ là một ngày vui của chúng em. Cơ sở vật chất của nhà trường rất khang trang thì rất thuận lợi cho giáo viên chúng tôi trong công tác dạy và học. Có thể tiến hành những cái hoạt động khởi động cho các con rất là sôi động. Nhờ vậy mà mỗi một giờ học thì các con đều rất hứng thú. Thực tế cho thấy cơ sở vật chất là một trong những tiêu chí khó thực hiện, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, đặc biệt với huyện Văn Lâm, địa phương chịu nhiều áp lực bởi gia tăng dân số cơ học. Trong giai đoạn 2021-2023, huyện Văn Lâm đã đầu tư trên 456 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất các trường học, trong đó chủ yếu là ngân sách huyện xã. Các nhà trường đã tự đánh giá các tiêu chí xây dựng trường chuẩn, chủ động xây dựng phương án, lộ trình thực hiện, nhất là những tiêu chí về công tác chuyên môn, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học. Trong tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn quốc gia có 5 tiêu chuẩn, thì nhà trường xác định những cái tiêu chuẩn là khó và phức tạp thì cần phải triển khai làm trước. Xây dựng trường chuẩn quốc gia và giữ vững trường chuẩn quốc gia là nhiệm vụ thường xuyên suốt trong cả một quá trình. Vì vậy hàng năm nhà trường đều rà soát bổ sung những tiêu chí để thường xuyên nâng cao hơn nữa cái chất lượng. Huyện Văn Lâm hiện có 34 trên 34 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 22 trường đạt chuẩn mức độ 2. Tuy nhiên, duy trì chất lượng trường chuẩn quốc gia cũng là bài toán khó, đòi hỏi huyện Văn Lâm tiếp tục có những giải pháp lâu dài, đồng bộ. Trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm tiếp tục tham mưu với huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện, chỉ đạo các ban, phòng ngành đoàn thể và ủy ban dân các xã thị trấn tập trung rà soát, đầu tư các nguồn lực để duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nhất là đội ngũ và cơ sở vật chất, đáp ứng được yêu cầu về đổi mới giáo dục và đào tạo, đồng thời đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Văn Lâm.